Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian và công sức trong việc thi hành thủ tục hành chính, nhưng sẽ nâng trách nhiệm của doanh nghiệp với sức khỏe người tiêu dùng lên 100%. Giúp tiết kiệm 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng. Đó là những gì mà Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ mang lại cho doanh nghiệp khi được thực thi. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15 năm 2018 thay thế Nghị định số 38 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Và nghị định này đã có hiệu lực ngay lập tức sau khi được ký. Vì sao Nghị định số 15 năm 2018 được coi là cuộc cách mạng trong quản lý an toàn thực phẩm? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Nghị định 15 năm 2018, cuộc cách mạng trong quản lý an toàn thực phẩm. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thủ tục hành chính phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, chi phí của doanh nghiệp, tạo giấy phép con đi ngược với tinh thần cải cách của thủ tục hành chính của Chính phủ. Đó là những gì mà doanh nghiệp đã kêu rất nhiều trong quá trình thực thi Nghị định số 38 năm 2012 hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau để hiểu về những nỗi khổ mà doanh nghiệp phải gánh chịu từ những bất cập của Nghị định số 38 năm 2012 này. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những điều kiện kinh doanh đi kèm vẫn đang gây rất nhiều băn khoăn và bức xúc cho doanh nghiệp. Vì bản thân doanh nghiệp để thực hiện được những quy định về danh mục đó không phải dễ. Chẳng hạn như là phụ gia thực phẩm. Chúng tôi tra cứu tất cả các cái ngành nghề, thậm chí là 3-4.000 ngành nghề trước đây đã từng công bố không có cái ngành nghề nào là phụ gia thực phẩm. Thì phải hiểu thế nào? Lại hiểu láng máng, hiểu bắc cầu, hiểu suy diễn nó là cái kinh doanh thực phẩm. Tra đến kinh doanh thực phẩm thì người ta lại nói một câu rằng kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp. Tức là nó rất mênh mông. Một cái ngành nghề thực phẩm như thế có thể sau này triển khai ra 100-200 ngành nghề con, ngành nghề cụ thể nữa. Việc mà cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho công ty chúng tôi là kinh doanh nông sản thực phẩm. Như trước kia người ta ghi chữ là đủ điều kiện để kinh doanh hàng nông sản thực phẩm. Nhưng bây giờ đã ghi rõ là đủ điều kiện để kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau, củ, quả. Có nghĩa là gì? Chúng tôi bị giới hạn trong phạm vi đó. Nếu muốn kinh doanh mới lại phải đến xin phép mình nữa. Dạ, đấy là có một số cái điều mà cơ quan chức năng thì thấy là cải tiến nhưng chúng tôi thấy nó hơi bất tiện. Nên chăng vẽ chúng tôi một vòng tròn, chúng tôi được phép chạy trong vòng tròn đó. Đây có thể nói như này này, cái việc quản lý để đảm bảo về cái nguy cơ và rủi ro cho người tiêu dùng với cái xã hội là cái việc đó là cần thiết. Doanh nghiệp nào cũng đồng tình như vậy cả. Nhưng có cái vấn đề câu chuyện đây là quá mức cần thiết. Danh mục cũng quá rộng. Khi mà câu chuyện về danh mục và tên gọi về những ngành nghề vẫn đang là nỗi khổ của nhiều doanh nghiệp, thì những bất cập trong Nghị định 38 năm 2012 hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm cũng gây những bức xúc không kém. Có thể lấy một vài ví dụ điển hình về những bất cập như sau. Theo Nghị định 38 năm 2012, để được cấp chứng nhận hợp quy và phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp phải gửi mẫu sản phẩm đến các phòng kiểm nghiệm đã được chỉ định nhằm kiểm nghiệm sản phẩm đạt chất lượng. Sau đó, doanh nghiệp công bố chất lượng sản phẩm. Tiếp theo, doanh nghiệp xin xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm bằng cách nộp hồ sơ cho Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế về kết quả kiểm nghiệm đạt chất lượng và một số giấy tờ khác. Cục An toàn Thực phẩm thẩm xét giấy tờ rồi cấp giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm. Cuối cùng, ở khâu hậu kiểm, cơ quan quản lý đi kiểm tra và lấy mẫu sản phẩm trên thị trường để kiểm nghiệm. Ở khâu xin xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm, thời gian quy định là 1,5 tháng đối với thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, thực tế, phần lớn thời gian kéo dài hơn, thậm chí nhiều trường hợp lên đến 3 đến 6 tháng. Do đó, theo các hiệp hội, việc chờ đợi để được cấp giấy xác nhận đang có tính chất tạo thêm một giấy phép con cho các tổ chức, cá nhân, đi ngược với tinh thần giảm bớt quy định và thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định 38 năm 2012 là một quy định không có trong Luật An toàn thực phẩm, nhưng lại là một quy định đang được áp dụng rộng rãi, phổ biến hơn rất nhiều so với quy định công bố hợp quy là một quy định chính thức của Luật An toàn thực phẩm. Trong khi đó, thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đang được đánh giá là một thủ tục hành chính phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia cũng đã nhiều lần đề nghị bãi bỏ quy định này. Cũng theo quy định của Nghị định 38,
doanh nghiệp đang phải cõng hàng chục giấy phép con vì phải đăng ký cả nguyên liệu cùng với sản phẩm cuối cùng. Ví dụ, với một chiếc bánh sô-cô-la, phải sử dụng khoảng 12 nguyên liệu để làm. Muốn được cấp chứng nhận hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, doanh nghiệp phải đi xin 12 giấy phép cho 12 nguyên liệu đó, rồi cuối cùng lại đi xin chứng nhận cho toàn bộ sản phẩm cuối cùng. Và đó là điều không cần thiết và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thực tế cũng cho thấy, có đến 98% vụ ngộ độc xảy ra từ các bếp ăn tập thể, nhà hàng, và chỉ có khoảng 1% vụ ngộ độc là từ sản phẩm bao gói sẵn. Nhưng dường như cơ quan quản lý đang dồn để kiểm tra 1% nguy cơ ngộ độc thực phẩm, chứ không phải kiểm tra 98,99% nguy cơ xuất hiện hàng ngày kia. Chúng ta luôn luôn nói cái câu chuyện về bảo vệ người tiêu dùng. Thì chúng tôi xin nói như này này. Bảo vệ người tiêu dùng ở đây có thể nói là, thí dụ như vấn đề nước an toàn thực phẩm chẳng hạn. Bây giờ chúng ta nói là hiện nay cái an toàn thực phẩm rất là vấn đề nóng. Hiện nay dân cũng quan tâm, nhà nước cũng quan tâm. Nhưng mà chúng ta phải cụ thể, tức là cái lâu nay cái mất an toàn, cái ngộ độc thực phẩm nó nằm ở đâu. Chủ yếu là nằm ở các bếp ăn tập thể, chủ yếu là các khu công nghiệp, và chủ yếu là những cái rượu đế, chứ còn cái hàng gọi là nhập khẩu này, hàng sản xuất công nghiệp này chưa ghi nhận một trường hợp nào cả. Vậy thì cái việc đó chúng ta, nhưng mà hiện nay chúng ta lại quản lý với tất tần tật hàng nhập khẩu, như vậy là quá mức cần thiết. Cái cách thức quản lý nhà nước theo nghị định 38 trước đây, theo nhiều chuyên gia, theo nhiều doanh nghiệp đánh giá thì là nặng về cấp phép nhưng mà lại không đảm bảo được hiệu quả quản lý nhà nước, chỉ dựa trên giấy tờ, trong khi đấy nó lại tạo rất nhiều chi phí tốn kém về mặt thời gian, về mặt nhân lực, về mặt tiền bạc cho các doanh nghiệp. Và theo các chuyên gia, việc công bố giấy phép an toàn thực phẩm hoàn toàn là thủ tục hành chính, không đánh giá được sản phẩm có an toàn cho người sử dụng hay không. Từ hình thức thông báo tiếp nhận đã bị biến thành hình thức đăng ký công bố hợp quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Đây thực chất là một cơ chế xin cho, chứ không đóng vai trò quản lý được tình hình an toàn thực phẩm. Rõ ràng với những bất cập đã tồn tại, thì Nghị định 38 đã nhận được danh hiệu văn bản khiến doanh nghiệp bức xúc nhất trong thời gian qua. Và chính phủ đã có cách giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp khi mà ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15 năm 2018, thay thế Nghị định số 38 năm 2012, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Và nghị định này đã có hiệu lực ngay lập tức sau khi ký. Và ngay lập tức nó được mệnh danh là cuộc cách mạng trong quản lý an toàn thực phẩm. Nghị định số 15 năm 2018 hướng dẫn an toàn thực phẩm sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian và công sức trong việc thực thi thủ tục hành chính, nhưng sẽ nâng trách nhiệm của doanh nghiệp với sức khỏe người tiêu dùng lên 100%. Việc thực thi Nghị định 15 về an toàn thực phẩm cũng sẽ giúp tiết kiệm 10.000 ngày công và tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, việc này cũng giúp hạ giá thành của thực phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Đây là những con số ý nghĩa vô cùng to lớn với doanh nghiệp, bởi nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm quá nhiều thời gian và chi phí. Nghị định số 15 năm 2018 gồm 13 chương, 44 điều, điều chỉnh 11 vấn đề. Với thay đổi lớn nhất là thay vì phải xin xác nhận từ cơ quan nhà nước, thì nay các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố. Hiện tại thì không có con số chính xác, nhưng mà có thể tính toán được rất nhiều thời gian và về mặt nhân lực, về mặt cơ hội. Bởi vì thường nếu mà xin phép như trước đây thì thường doanh nghiệp rất là khó chủ động về thời gian, bởi vì cái thủ tục chờ thì xác nhận công bố chẳng hạn thì có thể tới hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời. Có doanh nghiệp cho đến bây giờ mất nửa năm để xong thủ tục cấp phép. Thì hiện tại thì nếu doanh nghiệp tự công bố và việc công bố này được tiến hành công khai và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn việc công bố này, thì nó cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp. Điểm tôi muốn nói nữa là cái việc mà doanh nghiệp tự công bố thì cũng đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình. Và chính vì vậy mà chính phủ và Bộ Y tế đang soạn thảo một khuôn khổ pháp lý để có thể xử phạt nặng hơn nếu có những doanh nghiệp nào mà không tuân thủ đúng những cái cam kết của mình. Và tôi cho rằng đây là rõ ràng một bước tiến lớn, một cái thay đổi, một cái cách thức mới trong quản lý nhà nước về liên quan đến an toàn thực phẩm. Để đảm bảo được sự công bố này thì anh phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm mà quy định của nghị định rất là rõ, có bao nhiêu các quy định như vậy. Và khi cơ quan đó tự công bố thì anh phải có trách nhiệm
để đảm bảo cái chất lượng và cũng như là cái an toàn của cái sản phẩm của mình. Và cơ quan quản lý sẽ chịu trách nhiệm hậu kiểm, tức là thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nếu như có, sau đó báo cáo với các quy định như vậy. Như vậy cái thời gian nó không còn là một vấn đề nữa. Bởi vì ngay sau khi anh tự công bố là anh có quyền được sản xuất, anh có quyền được phân phối, anh có quyền được kinh doanh, anh có quyền được lưu thông cái sản phẩm của anh. Và cơ quan quản lý nhà nước chỉ có trách nhiệm là kiểm tra khi sản phẩm đó lưu thông trên thị trường. Và nếu chúng tôi phát hiện những cái vi phạm vấn đề an toàn thực phẩm thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử lý các vi phạm đó. Ngoài ra, Nghị định 15 năm 2018 cũng thể hiện sự phân công, phân cấp mạnh mẽ trong trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm giảm tải áp lực quản lý cho các cơ quan cấp bộ, ngành, tránh chồng chéo trong quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, nó tạo ra sự đổi mới lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, giúp cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Sự ra đời của Nghị định 15 cũng thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Theo nghị định mới, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm cũng thay đổi. Ngoài ra, nghị định mới cũng có thay đổi quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh để đảm bảo an toàn thực phẩm, tiệm cận với những phương thức quản lý chung trên toàn cầu. Đó là mở rộng diện các doanh nghiệp không cần phải có giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cũng như mở rộng đối tượng các cơ sở được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nghị định 15 này cũng còn thay đổi cái cách quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm, đó là bổ sung các cái danh mục mà được miễn giảm về kiểm tra nhà nước, rồi là đơn giản cái thủ tục cũng như là giảm bớt cái thời gian thực hiện cái thủ tục về kiểm tra nhà nước đối với an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó thì nghị định cũng giúp cho doanh nghiệp là phải tăng cái tính tuân thủ các cái quy định về an toàn thực phẩm cao hơn để từ đó mà được hưởng những cái ưu đãi trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục đơn giản và các cái ít hơn các cái thủ tục liên quan tới cái quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trên hết, nghị định đã thể hiện sự thay đổi tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp lên đến 100% đối với sản phẩm của mình để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Một cách mạng lớn nhất của chúng tôi cho rằng là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đấy là 15 là phải nói rằng là một cái nỗ lực rất là lớn của Chính phủ và Bộ Y tế để thay đổi cách thức quản lý, giảm cấp phép, tiến tới bãi bỏ các thủ tục hành chính phiền hà cho doanh nghiệp. Thì đây rõ ràng là một cái bước tiến lớn trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và doanh nghiệp. Nói đến việc giảm thủ tục hành chính, giảm cấp phép nhưng mà không có nghĩa là buông lỏng cái quản lý an toàn thực phẩm. Mà quan điểm của Nghị định 15 theo cái nội dung đã được công bố thì là cái chuyển cái trọng tâm quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phân quyền nhiều hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương và giảm chồng chéo để tăng cái hiệu quả quản lý nhà nước. Rõ ràng, tư duy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã trở thành một việc làm tất yếu trong bối cảnh Chính phủ và các bộ ngành đang rốt ráo trong công cuộc cắt giảm thủ tục hành chính và cắt bỏ những rào cản gây khó cho doanh nghiệp. Vấn đề chúng ta là như thế này, vấn đề là chúng ta làm thế nào để tránh được cái nguy cơ về mất an toàn trong cái đối với hàng hóa cũng như là đối với trong sử dụng thực phẩm. Thì cách nào đó làm cách nào để mà ngăn ngừa được cái nguy cơ là được, chứ không nhất thiết vì ta đang đặt cái câu chuyện là không đặt cái mục tiêu là ngăn ngừa mà đặt mục tiêu là ai làm, cứ luôn luôn phải là cơ quan nhà nước làm. Và chính vì cái việc có các bước của cơ quan nhà nước vào đấy cho nên nó thành chuyện. Chứ lẽ ra thì chỉ cần một cái tổ chức mà đã được nhà nước chỉ định, người ta đã làm mà mình đã có niềm tin và người ta có trách nhiệm rồi thì như thế là đủ điều kiện để thông quan, không nhất thiết phải làm lại nữa. Nhiều hiệp hội cho rằng là rõ ràng là một nỗ lực rất lớn của Bộ Y tế trong việc cùng với trình lên Chính phủ sửa đổi Nghị định 15 này. Và đây là một hành trình không dễ dàng. Và Bộ Y tế làm được thì cũng là một cái câu hỏi đặt ra, một cái bài toán đặt ra cho rất nhiều các bộ ngành khác. Rõ ràng là cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào những hành động rất là thực chất, vào những chính sách rất là cụ thể, vào những chuyển biến rất là mạnh mẽ để tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như là cái bảo đảm sự thuận lợi cho người dân. Thay đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm là thay đổi về bản chất nội hàm của một
cái cách thức quản lý nhà nước thì năng lực công cụ của họ sẽ như thế nào. Đấy là cái điều mà điều thứ hai tôi cũng quan tâm. Điều thứ ba là tiêu chuẩn quy chuẩn. Khi mà chúng ta nói ban hành tiêu chuẩn quy chuẩn nó rất là khó. Tiêu chuẩn quy chuẩn tôi nghĩ đầu tiên phải tiêu chuẩn quy chuẩn của người sản xuất, của sản phẩm và của người sản xuất. Đấy là cái gốc của vấn đề. Mà nếu chúng ta không thay đổi, lâu nay chúng ta nói ban hành tiêu chuẩn quy chuẩn nhưng mà phần rất nhiều quy chuẩn tiêu chuẩn còn thiếu. Là bởi vì tôi hay nói là phải bỏ cái này cái kia mới xuất hiện. Phải bỏ cái cách thức quy định điều kiện kinh doanh tiền kiểm như hiện nay thì một cái nhu cầu mới xuất hiện là cái hậu kiểm, tức lúc đó người ta mới nghĩ đến xây dựng cả cái bộ công cụ để quản lý. Thế còn nếu như mà vẫn ung dung mà cái tiền kiểm này thì người ta sẽ không có áp lực nào, thì người ta sẽ không làm, không nghĩ đến xây dựng cả cái bộ công cụ mới. Các chuyên gia cũng khẳng định sự thay đổi phương thức quản lý tại Nghị định 15 đặt dấu ấn và thổi luồng gió mới cho cải cách, đáp ứng những yêu cầu của Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 đặt ra về cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Hoàng Trọng Nghĩa ở quận Tây Hồ, Hà Nội có gọi điện về chương trình và hỏi: công ty tôi có người đại diện theo pháp luật là sếp nước ngoài và người này thì không cư trú tại Việt Nam. Một năm ông ấy chỉ ở Việt Nam có 1-2 lần và mỗi lần thì kéo dài thời gian là ngắn. Vậy ở tại Việt Nam thì ông ấy có ủy quyền cho một chị giám đốc để thay mặt mình ký các hợp đồng kinh tế và hợp đồng lao động vân vân. Tuy nhiên, gần đây theo tham khảo luật doanh nghiệp năm 2014 thì chúng tôi có nhận thấy luật có quy định là người đại diện theo pháp luật của công ty bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp chúng tôi là chúng tôi phải có phương án điều chỉnh như thế nào để phù hợp với luật định ạ? Một luật sư ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 13 luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như sau. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong trường hợp người đó xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Như vậy, căn cứ vào các cái thông tin bạn đưa ra trong câu hỏi thì chúng tôi xin đưa ra cho bạn các cái phương án phù hợp. Một là bạn có thể, doanh nghiệp của bạn sẽ có thể đăng ký bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật thứ hai. Thì như vậy, bởi vì cái sếp người nước ngoài của bạn không thường xuyên cư trú tại Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là cái sự làm việc đối với các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy trong trường hợp này bạn cần bổ sung thêm cái người đại diện theo pháp luật thứ hai và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động của doanh nghiệp được tốt hơn và đúng theo quy định của pháp luật. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.